là đội ông Bảo đó, là cố đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa không quân Nguyễn Đình Bảo đó, ở trên đồi Chạc Ly đó. Nguyên này là nguyên một cái vùng đồi này đó, phía đây là hết hết đi xe Honda được nha các bạn, tới đây là còn đi bộ thôi. Mình... đi bộ thôi. Ok ok, rồi mình sẽ quay lại cái thung lũng bên này, đứng bên này nhìn thấy toàn bộ này. Rất là đẹp nè, tới đây nè đó. Bây giờ mình đi bộ lên từ từ nha các bạn, mà đi này sẽ đùi đó, cái dốc này nãy á là đã đi sẽ đùi đó, thì cái dốc này chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa, tại vì dốc này mà hai anh đi này mà ảnh không đi xe được là các bạn biết rồi ha. Yeah. Nói chung mình rất là may mắn gặp hai anh đi kiếm phế liệu còn sót lại. Anh hỏi mình bây giờ ông đi lên trển, ông đốt nhang cho ai? Cộng sản hay Việt Nam Cộng Hòa? Tôi nói tôi lên tôi đốt nhang cho ông Nguyễn Đình Bảo. Ông nói, ok tôi sẽ chở ông đi, còn ông đốt nhang cho mấy ông liệt sĩ gì đó là tôi không chở hè. Năm khi cái anh trước á, ảnh từng là trong quân đội, anh đã nghĩ giờ anh về anh phải đi kiếm phế liệu đó, anh dắt cho mình đó. Đó cái đồ ông Bảo nhô lên đó. Đi sổ đùi luôn nha các bạn, con đường này rất là kinh khủng. Nói chung là mình đi con đường quá mạo hiểm, chứ nếu đi con đường hai con đường mà người ta làm á thì cũng không đến nỗi nào. Lên con, ráng lên đi, ráng lên uống nước mình giang giang hồ mà sợ gì. Xã Hàm Mòn, huyện Đắc Hà. Đây mình lại mò lên tới nửa của con dốc mà không thể leo xe Honda chạy xích lên được. Ngồi nghỉ quay, bên này là huyện Ngọc Hồi. Đẹp ghê không? Ngọc Hồi đó. Giờ đúng ra mình đứng lên là mình quay được cái cảnh bên kia luôn mà thôi. Mỗi điều gì quá rồi. ngồi luôn quay luôn nghỉ rồi đi tiếp. Đẹp ghê em cái đường này. Con đường lên. Một con đường lên khủng khiếp luôn. Đường nó hư hết rồi. Ừ. Đến đây thì mình khẳng định với các bạn là không đủ thể lực thì không đi nổi nha các bạn. Đó, cái đồi nó ở xa đó. Lúc nãy mình mới nói với bạn, cái này là cái đồi ông Bảo là chính xác rồi, nhưng mà cái vàng vàng đó không phải là cái miếu ông Bảo nha các bạn. Cái đó chỉ là cái đài tưởng niệm của mấy ông cộng sản ông làm. Ông thờ, ông tưởng nhớ mấy ông mà bộ đội Bắc Việt đã hy sinh, đã chết ở trên này nè. Theo cái anh mà ảnh đang đi trước mình đó, anh dẫn mình đường mình đi đó. Ảnh lượm phế liệu trên này rất là nhiều. Ảnh đã từng gặp gia đình cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, đã ngồi nói chuyện và khẳng định chỗ này là chỗ ông Bảo hy sinh. Đẹp ha. Còn một cái miếu ở một cái đồi khác là cái đó là do người ta dựng chuyện thôi nhé. Rồi tiếp tục mình lên trên đỉnh xe rõ cái đồi đó, cái đồi anten đó đó. Đó cái đồi đó là cái trụ mà thí nghiệm điện gió đó, đó. À là cái đồi ông Bảo nhưng mà không phải. Mà không phải. À đồi ông Bảo chính xác là một cái đồi đây. Núi non trùng trùng điệp điệp. Tới đây là mình bắt đầu đuối nha các bạn. Thể lực như mình mà vẫn bị bỏ phía sau nè. Đó. Hai anh đó anh đi trước mình một đoạn rất là xa. Có khả năng mình phải ngồi mình nghỉ á. Bây giờ là gần 1 giờ trưa rồi. Trên này nó nắng khốc liệt lắm. Cái bình nước của mình á là
cái anh kia anh thấy anh cầm giùm luôn rồi, anh sợ mình đi không nổi anh cầm giùm. Nhưng bây giờ cũng hơi bị khát nước rồi, không sao, tí nữa tới. Nếu sáng mà mình đi con đường trắng trắng ở phía trước đó, dẫn lên đó thì nó sẽ khỏe hơn, khỏe rất nhiều nha. Mình đi con đường ở bên này nè, nãy mình có chụp hình, bây giờ mình leo này nó khuất tầm nhìn này, không thể thấy được. Lần đầu tiên đại ca này bắt đầu đuổi đuổi hết rồi, ăn thôi gì lên trển ráng lên trển là cho nước uống nha. Chơi mà dân chơi mà đâu có sợ mưa ra hết con ha, chỉ sợ nắng thôi. Nắng này là khốc liệt lắm nha các bạn. Thôi tiếp tục, tí nữa là tới. Đây rồi, tới các bạn. Di tích lịch sử điểm cao 1015, đi cà bê luôn nè. lần này bắt đầu đường nó đổi bê tông rồi mình đi cà bê luôn, ghê chưa. Đó, tới rồi đó, rồi vô phía trong này coi. Ai, cho nghỉ tí đi. Đó, em cứ cầm gì em chỉ, em cứ cầm gì em ngậm anh chỉ vô sao em nhìn thấy anh với mày rồi. Đây đông lúc nha. Mình với lại anh dẫn đường. Đừng quay mặt hai thằng. Cứ quay đốt nhang lên. Chuẩn bị đốt nhang lên này, đồi lên đây mát rồi, gió quá. Mày đừng có quay mặt tao nha. Đúng không? Đừng quay mặt ông lão nha. Quay chi? Đốt nhang. Quay tay run run. Tay tao run hả? Tao lên tới đây tao đuối rồi, đuối toàn tập rồi. Sáng giờ tao, hồi sáng đến giờ tao nói dốc mày, tao ăn có 2 cây xúc xích của con chó đó. Nó tao mua 4 cây, nó ăn 2 cây, tao ăn 2 cây mai hùng đó mày. Kiếm cái gì nữa, xé bọc bánh nó đi. Bọc bánh là nó xé. Hồi nãy nó không đốt trong cái gì. Đầu lên nó gió lắm. Chỗ tao 11, 12 kìa, anh lên nên nó gió mới đã. Mấy thằng nói là phong viên lên láo nó phét qua lên em gặp em chửi cho nó sợ chết mẹ luôn. Anh nói trên này có cái miếu, vậy là anh quay cái miếu à, cái miếu mà em nói là bên cái đồi bên kia đó, đó. Bên cái đồi mà chỗ mà em nói là mấy thằng kia nó xạo xạo, nó dắt nó lấy tiền á, nó lấy 500.000 hả? Dạ. Xạo xạo không. Đây mình đi đeo, mình đi cái góc cái ngõ cái ngách nào mình không biết mà. Nhiều quá sao anh đốt lần đi. Không có, bây giờ này em xé cái này ra, em xé một bánh ra được không? Đó. Cái này là cái hố bom hả ta? Không, cái hầm mấy ông á, hầm phải không? Dạ. Sậu ke quen tập có nó có thôi, láo nó phét quen này cắm rải hết. Mà nó cháy là nó cháy dữ lắm. Yeah. Có gió mà nhang nó vô nó cháy dữ lắm. Chưa lại vài cây cho mấy ông ở trong kia. Nói chung mình lên đây thì ai mà cũng nên đốt, cho mấy ông kia bọc bánh nè. Hết nước rồi thôi ưu tiên cho mấy ông ngoài này đi. Mấy ông dù sao có đồng chí đồng đội nhóc luôn, chứ mấy ông Việt Nam Cộng Hòa có ai đâu. Thành thử tôi phải ưu tiên nước cho mấy ông ở đây. Cái này không cháy mà anh hả? Cái này nó không cháy mà đốt cái cháy hay chứ. Để bỏ này đi, lấy cái cháy. Chỗ này là cái chỗ mà chưa là cái hầm mà hầm á, hầm của mấy ông năm hòa của ông Việt Nam Cộng Hòa đây, của ông Bến Dù đây. Vậy là ông Nguyễn Đình Bảo là chắc ông cũng bị tử nạn đâu ở trong những cái giao thông hầm, những hầm này ha. Mấy cái hầm này chứ đâu chứ chạy dưới đâu được đúng không? Rồi bây. Mấy ông này không có bia tưởng niệm, không có gì hết, thành thử mình đốt vào hết luôn.
đốt vòng 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 hết luôn. Đó, giờ cháy dữ vậy. Chỗ này cây đâu cũng được sao. Ồ, đất trên này nó cứng kinh hồn luôn. Hai em ha. Dạ. Đất cứng ghê. Đây chia đâu. Đây em cắm đi. Dạ. Còn lửa nè. Đây là mày. Xuống nhện ơi. Xuống con. Cái cục đồi đó là người có thể là người ta đùn lại đó, người ta đùn lại để em ta tưởng nhớ. Không phải đâu, cái đầu cái cục đó là nó ủi á. Ủi hả? Dạ. Chứ không phải anh, nhưng mà tại chỗ này người ta đốt ngang nè. Anh nghĩ chắc là người ta đùn lại để người ta có cái chỗ đốt nhang để tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh đây nè. Niễn ơi, xuống con. Chỗ đó không có ngồi được đâu, nghe không? Mày ngon á, mày lên ngay chỗ cao đó mày ngồi mày. Xuống đi. Đây nè. Đây là một cái hầm quân sự còn sót lại nè. Nó sót lại. Ủa em đi đâu ngoài đó xa dữ vậy? Bao trùm hết luôn hả? Dạ, bao trùm ra ngoài kia mà. Ngoài nào? Dạ, ngoài kia thì đâu phải trong này đâu à. À. Khu này là khu lô cốt này hả em? Dạ. Cái này nó bao trùm nhưng mà giấy bạc đồ của tối đó. À. Bên này là đất tô đúng không? Dạ. Còn bên này? Bên đây là rạch cơi. Là nó thuộc Ngọc Hồi ấy hả? Sao thầy? Bên nào? À bên này Ngọc Hồi. Ủa vậy cái sân bay Phượng Hoàng nó nằm đâu? Ngoài đất cô, ngoài sân cô đó, quay cái sân đó. À ngoài này hả? Rồi. Ô vậy nãy là anh đi, nếu mà nãy anh đi là anh đi cái đường nhỏ này lên hay là cái đường khác? À chứ nếu đi cái đường này thì khỏe không phải không? Đâu? Này có đường dài ghê không? Hả? À. Đây. Đây là cái chặng đường mình đi qua này đó, đó, không phải cái đường trắng nha, nếu mình biết đi đường trắng thì là khỏe nha, các bạn đi đường trắng nha. Đừng đi cái đường của mình là bầm dập luôn đó, đó. Đó đi xuyên qua mấy cái cục đồi đó mình đổ đi bộ không đó. Cái vậy là từ cái chỗ mà anh bỏ xe mà anh nói em đi bộ lên đây chắc cũng 10 cây hả? Xa lắm, hơn chứ sao 10. Vậy là tao đi bộ 6 cây rồi tao gặp mày đó hả? Trời ơi là trời. Công nhận mình liều mạng thiệt. Giờ mình cương quyết không về mà anh này anh sợ mình đi lạc, sợ anh chết đói là anh áp tải mình luôn. Công nhận số mình may mắn thiệt. Nói chung mình là người hiền lành tốt bụng, đi đâu ai cũng mê, ai cũng thương, ai cũng giúp đỡ thế thôi. Phải không Niễn? Niễn đẹp trai này, Niễn lên đỉnh đồi luôn nè. Em ra vỏ gì trên này, vỏ đạn hả? À. À. Giấy bạc rồi đây nè, giấy bạc của khấu 60 ly nè. À. Là đầu ra cái điểm ra là em ra được một cái thùng đạn. Đồ núi trùng trùng ha. Dạ. Trùng trùng đẹp đẹp nè. Như vậy ở trên cái đỉnh đồi này là khống chế muốn được hết luôn ha. Chứ sao nữa, nó nhìn khác luôn mà. Ừ. Anh hết cái đầu đây luôn nè. À. Cái đầu đây nó rộng ra ngoài kia, không phải trong cái khu này không đâu. Nên này kỹ bật đây nè. Là cái này cái gì em? Cái đó, cái đây là cái lồng đèn của cái nắp tay của cái ống đạn đựng thuốc mồi á. À, thuốc mồi này là của mấy ông lính dù đây. Dạ. Mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đây. Mấy ông Cộng Hòa. Chứ mấy ông Cộng sản Bắc Việt chứ không có gì. Không có răng. Hả? Răng hả? Dạ. Mày. Ô. Lên một cái chóp đồi này. Nó là một cái điểm. Ở trên này mình mới thấy mấy ông lính dù ông vừa lãng mạn lãng tử. Cái gì em? M72, mấy ông nói chung mấy ông già quân lực năm ngoài nói M72 là mấy ông biết liền. À đâu đâu đâu. Cái vỏ của M72. Đâu? Bỏ xuống đây anh coi. À, cái vỏ đây nè. Nó hư, nó sừ ra nè. Ừ. Cái ống của M72. Ừ. M72 mà nó vác cái vai nó bắn y như B41, B40 á. Ừ. Của
sĩ á. Tại vì em làm ở trong, em từng đã làm ở trong quân đội thì em rành. Dạ. Ủa cái dòng ở dưới là cái dòng sông, cái dòng ở dưới là dòng sông Boko hả? Không, dòng sông Boko kia. Còn bên này cái dòng gì, chỗ này đẹp nè. Cái đây là cái đập của người ta. Ủa vậy chỗ, anh lúc nãy ta đi ngang đó phải không ta? Có anh đi không? Làm gì anh đi đường đó? À. Anh đi ngồi trong kia anh ra anh gặp em mà. Ờ, thực ra tao lên tới đây rồi giờ tao hết biết đường đi luôn là tao đi từ đâu luôn. Anh đi ở ngoài kia kìa, cái anten kia anh thấy không? Đâu? Cái anten xa tích tích ngoài kia đó. Ừ. Đó, là đi ngồi đó anh đi vô đó. Ừ. Đẹp ha. Chai đồ đây nè, của mấy ổng đây nè, chứ đâu phải chai chờ đâu mà. Chai sữa hả? Chai sữa tóc dữ trời. Bây giờ đứng lên cái ngọn đầu này nó bao la thiệt, nhưng mà ở trên này nó có một cái điểm, gần như một cái điểm, mà cái điểm này là đối phương nhắm vô rất là nguy hiểm. Mình mới thấy là mấy ông lính dù ông lãng mạn mà ông bình thản trước cái chết. Tại vì mình nhớ đâu đó mình đọc một câu thơ mà mở cái đường mạch sáng mai bắn súng trên đồi, chào cô gái thượng mang đời trên lưng. Buổi trưa xuống phố tưng bừng, gặp nhau hay là chào nhau gì đó, mũ đỏ, không mừng, không lo. Ghê không? Gặp gái một cái là móc súng ra bắn liền, đúng là tư cách để binh chứ không qua lá cành vậy. Đây vỏ cái lon của cối 81 đó. Cối 81 hả? Dạ. Làm gì em? Xếp đá gì? À trái tim đây hả? Mà nó phá hết rồi còn cái trái tim không á. Ủa phá, ai phá? Ai biết. À. Đó còn cái trái tim không? Rồi đúng rồi, đúng trái tim đây. À. Chiếc cái này thì I love you Nguyễn Đình Bảo sao á? À. Như vậy chắc lên cũng đồng ha. Dạ. Ở lại mà, lên ở lại mà. Ngủ lại luôn. Dạ. Đây chỗ này nãy là mình đốt nhang nè. Để bánh nè, để nhang nè, nước nè. Nãy quên mở nước nè, để mở nước nè. Mở rồi, em mở rồi mà. Ừ vậy hả? Nói chung mà nếu mà hương hồn tất cả mọi người xung quanh đây, không riêng gì ông Việt Nam Cộng Hòa hay ông Cộng sản, cứ về hưởng thôi. Mình đi xa vất vả, không có mang theo được đồ nhiều. Nói chung mình cũng ớn chứ, mình mò lên đây mà lăng quạng. Mấy ông Việt Nam Cộng Hòa thì ổng không tiểu nhân, rồi gặp mấy ông mà ổng hơi ấy kìa, ổng cho mình về làm banh xe thì sao. Nói vậy chơi cho vui thôi. Đây tội ha, so với bên kia thấy tội quá. Đó, bên kia tao làm lớn nghe, quá tội luôn. Bên này không có một cái gì hết. Cái cục đùn này, cục đùn này là chắc chắn luôn, theo tôi chắc chắn luôn. Những người gia đình của những người Việt Nam Cộng Hòa họ đùn lên đây nè, đó họ mới cúng vậy đó. Cái này chỗ này ta đem qua lên nè các bạn, mình mới bỏ nước cho lại nhang sau này thôi nha. Trước đó là cúng là mình nghĩ họ cục đùn này họ nhớ cái điểm. Nên nó đâu? Sao ta đâu thấy đâu? Túc ngoài xa kia hả? Rồi trắng trắng ngoài kia phải không? Ừ. Sân bay Phùng Hoàng là nằm ngoài đó đó. Ta ngoài đó hả? Vậy mà lâu nay cứ tưởng sân bay nó nằm bên Ngọc Hồi. Đâu, nằm Bắc Tu. À. Ngọc Hồi là sân bay Mang Hết. À, Mang Hết. Đây. Bây giờ cũng quay vô đây một tí chứ. Đây. Chỗ này là chỗ mà người phía Bắc họ vô đây đắp nhang rất là nhiều các bạn. Tại con cháu họ hy sinh ở đây mà, chết ở đây mà. Muốn nói chết cũng được, nói hy sinh cũng được, mà nói chết là dễ hiểu, chết là ngẫm thôi, dễ hiểu. Mình cũng đem bánh đốt nhang ở đây. Chỉ có không có nước thôi, tại mình phải ưu tiên cho mấy ông ngoài kia ổng. Ổng ít hơn. Mày giỏi á, mày công nhận cao thủ nha, cái đầu mày ghê luôn á vậy.
Đấy, em này em dắt mình, em đi quay cái đây nè. Đó, đó, em đi quay cái đây nè. Đó. Ở chỗ này là tôi thấy rất là nhiều người, nhiều người lên đây quay video đốt nhang cúng rất là thành khẩn, đúng không? Đó là điều tốt thôi, mỗi người có một cái quan điểm về một cái thái độ khác nhau về cái thời cục. Nhưng nó vui cái con cá là hầu như ai quay cũng lòng cái bài hát người ở lại Charlie vô đây hết. Nếu mà hương hồn của ông Nguyễn Đình Bảo mà ông còn ở trên cái đồi Charlie này, mà khi ông nghe hát anh chính anh người ở lại Charlie, anh chính anh là loài chim quý, tôi bảo đảm luôn ông sẽ cười sảng khoái. Tụi bay ca lộn chỗ rồi tụi bay ơi. Đây đây, sao mà ai làm gió hay là ai lên đây đập phá đây, không không nên tí nào, theo mình thì không nên tí nào. Nói chung cái video này thực sự là nói, nếu mà không có hai người tốt bụng dẫn đường thì chắc chắn các bạn không bao giờ hoàn thành video này. Nếu bạn nào coi video thì gửi một lời cảm ơn đến hai người tôi mới quen ở giữa rừng. Thấy mấy ổng đem dao, đem sẻng đều dữ dằn lắm để mấy ổng đi tìm phế liệu đó. Cái tượng đài này thì cũng không lớn nha các bạn, diện tích nó cũng không lớn nha các bạn, đó không lớn, nhưng mà so với ngoài cái đùn đất ngoài kia thì đúng quá tội, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Theo tôi có được cái đùn đất như vậy là cũng là điều may mắn rồi, không có luôn cái đùn đất thì sao, đúng không các bạn? Bye bye.